Và chúng ta đến với trận đấu thứ tư trong xê đấu thứ năm. Egypt nó một, bên kia Baby Four, bên này Egypt IA. Bên phía đối bạn là Baby Four, bên này là Egypt và Yamato. Sẽ là người cầm IA, quả hơi xấu. Bắt đầu có bầy hươu đầu dành cho chim sẻ, gỗ đầu cũng là khá gần, hai bãi vàng cũng đã thấy rồi, à không, một bãi. Là top L đánh với nhau mà đánh cái kiểu hai cùng thế thì còn có thể thắng thoải mái, nhưng mà đánh với top 1 mà đánh hai cùng thế thì cửa thua rất cao, không đi công được. Đội bạn ép vào cái thế thủ. Xong người ta cứ vừa sóc quân vừa nhà phát triển thôi. Có vòi thiếu vãi quả phụ, hình như còn bầy hươu nữa thì phải. Mà hình máy của lô 1 cũng đang dắt vòi, có đôi vòi. Có quả phụ dành cho lô 1 rồi, bài lô 1 là một bài được. Hơi xa. Không, quả này chính là hơi xa đấy. Quả phụ chỉ là 5 cây thôi. Bên kia là một Babylon và một phô. Không còn thiết về hiệu phụ nữa. 26 dân rồi. Đã ngừng xin dân, không còn hiệu trong nhà mà. Vâng, giật dân về ăn hiệu trong nhà, hay hơn. 20-24%, bên phía đối bạn hình như là gió ít. 15-18, chim sẻ 25. Cũng bắt đầu đóng BB và cầu một con voi từ rất xa về. Đây là dân IA. Ăn chanh với M4 đặt G rất đẹp. May mà mình là lông dân IA cũng đỡ đi phần nào khi mà nó di chuyển nhanh. Vâng, màu 3 và màu dưới cùng chưa lên đời.
rồi chim sẻ cũng như là một nhà nào đó cũng đã lên đời rồi. Và khung trăng vàng ngoài. Vâng, mẫu 4 chưa lên đời. Thông tin báo về là như vậy. 4 là Babylon. Cũng có giò của 14 đẩy đi. Hay là 17 kia. Hai cái màu nó khá giống nhau. Kín rồi. Hai cái nữa bên này sẽ kín nốt. Kín hoàn toàn nhà của mình lại. Bắt đầu ra ruộng. Với một lượng gỗ khá dư giả. Một bên là đều. Có con tê của 14 giết luôn. Mất giò luôn. Nhận thấy nhà chim sẻ kín, chắc là cam quýt cũng sẽ thôi, không chém chim sẻ nữa. Quay sang chém chọc e đầu kia. Bắt đầu là những tên chém đi thẳng sang nhà của người đánh cung. Đó là Vlog. Vlog còn chưa khung xong nhà. Bài gỗ. Thả vào sâu vào. Bài gỗ. Vẫn chưa vào. Thêm một cân vâng, cứ sóc chém đều đẩy lên thôi. Ở nhà thì cứ phải e lại đỡ. Đây rồi, bãi gỗ của phía lớp. Năm con lạc đà đang đi chim sẻ. Sẻ thì cứ ăn với cả phải e ở trong thôi. Đổ cái ruộng rồi, không phải là rất nhanh đến từ về lớp. Thêm hai con chém lên nữa. Vâng, chỉ sửa e ở trong và mang dân đi ấy thôi. Và mang quân đi sang chơi về lớp. Bắt đầu lủng ruộng, văn lớp rồi. Như vậy thì lô 1 sẽ là người khỏi nguyên. Với kia cam quýt cũng vậy, cam quýt cũng sẽ khỏi nguyên. Ông thấy bảo bị lô 1 bắn chết rồi. 41 của lô 1. Rồi lô 1 bây giờ sẽ thế cân tất. Cam quýt rất đông là cả. Giáp 4 luôn để chơi cam quýt. Dễ hết là cả gì á. Quyết điên rồi, cứ lao đầu vào thôi. Chết hết lạc đà. Tham lai, bên mình đang đè lô 1 đang có cái tham lai to nhất bản đồ. Gọi Hoàng với Nhi đánh 2C nữa anh ơi. Khi mà 2 sau 5C thì cam quyết sẽ phải về. Vâng, bảo về quê. Đây rồi, rất nhiều dân. Màn hình máy của chim sẻ cũng như vẫn đang sửa e à.
24 chạy dần rồi, vẫn vẩy e. vẫn có một thằng dân trong này thì làm gì có cái gì. Vâng, vào thành công dành cho Cam Quýt rồi, vào rồi, vào dành cho Cam Quýt rồi. Nhưng mà cái đen này trong không có gì, nó chạy hết rồi. Hơi đen dành cho Cam Quýt. Rồi đến với màn hình máy lô mô thôi. 55 Cam Quýt thì cũng đã bay nhà. Bắt đầu bị gái vào ruộng. Là 18/80. Rồi và lớp đi sai. Tỷ số là 3-1 ở trận đấu thứ 5. Và chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Chung cuộc là tỷ số là 3-2 sinh nhưng về phía của đội tuyển Game TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình tường thuật trực tiếp lần sau. Và một tẹo nữa thôi, nếu như có kèo, vâng, các game thủ top 1 vẫn đang tề tựu ở đây là rất đông. Vâng, một tẹo nữa thôi, nếu như có kèo thì tôi sẽ thông báo ngay và sẽ chiến tiếp. Dạo gần đây là các game thủ rất hay đánh buổi tối. Vâng, cứ đánh đến khoảng 12 giờ nghỉ là đẹp. Không đánh thâu đêm suốt sáng làm gì cả. Đánh tối chỉ đánh đến khoảng 12 giờ 1 giờ nghỉ thôi là đẹp.